Xin chào mừng bạn. Trên tay tôi ở đây đang cầm một cuốn Kinh Thánh. Đây là một quyển sách đặc biệt nhất trong tất cả các cuốn sách đã được ghi chép lại ở trên thế gian này. Tại sao quyển sách này là quyển sách đặc biệt? Thứ nhất, đây không phải là một cuốn sách được viết ra bởi những con người bình thường. Những tác giả của cuốn sách này là những con người rất đặc biệt, được sự chọn lựa đặc biệt từ nơi Chúa. Trong đó có những người như Môi-se, là người nhận lãnh những thông điệp trực tiếp từ nơi Chúa. Rồi có những nhân vật khác như vua David, là người đã được nhận lãnh những thông điệp từ nơi Chúa. Và những vị tiên tri như Jeremy, Ezechiel và nhiều tiên tri khác cũng đã nhận những thông điệp trực tiếp từ nơi Chúa, và họ viết lại những thông điệp đó theo văn phong, theo cách thức và theo văn hóa của từng thời kỳ một. Quyển sách này được chia ra làm hai phần: phần Cựu Ước và phần Tân Ước. Phần Cựu Ước được viết trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, và phần Tân Ước được viết sau khi Chúa Giêsu giáng sinh. Và phần Tân Ước, bốn sách đầu tiên của Tân Ước gọi là bốn sách phúc âm, được viết trực tiếp bởi các sứ đồ, là những người đã từng sinh sống ăn ở với Chúa Giêsu. Và những sách còn lại gọi là những sách thư tín, được viết cũng bởi những người sinh sống với Chúa, những học trò của Chúa, và họ đã ghi lại những cái lời dạy dỗ từ nơi Chúa bày tỏ cho họ. Và đây là một cuốn sách rất đặc biệt, trải qua nhiều giai thoại lịch sử, có nhiều vị vua, có nhiều con người tìm cách để hủy diệt cuốn Kinh Thánh này. Nhưng điều kỳ diệu và lạ lùng đó là những vị vua đó, những con người đó qua đi, nhưng mà Kinh Thánh thì vẫn còn lại mãi. Tại sao? Bởi vì nếu đây chỉ là một quyển sách của con người thì có lẽ là nó không có sức mạnh đến độ như vậy. Nhưng đây là quyển sách do chính Thiên Chúa là Đấng đã chịu trách nhiệm cho quyển sách này. Trong cuốn sách này là quyển sách bày tỏ về Ngài một cách đầy đủ nhất. Quý vị muốn biết về Chúa, hãy đọc Kinh Thánh. Muốn biết về ý muốn của Ngài, hãy đọc Kinh Thánh. Vì trong cuốn sách này bày tỏ về Ngài một cách đầy đủ. Và có thể nói rằng đây là cuốn sách duy nhất làm nền tảng đức tin cho người Cơ Đốc như chúng ta. Chúng ta có nhiều những cái tài liệu khác để tìm hiểu. Tuy nhiên, tất cả những tài liệu đó chỉ mang tính tham khảo. Còn Kinh Thánh mới là cuốn sách duy nhất và quan trọng nhất, làm nền tảng đức tin và làm nền tảng duy nhất cho đức tin của chúng ta. Không phải giáo hội, không phải truyền thống, chỉ duy nhất Kinh Thánh làm nền tảng đức tin cho mỗi một chúng ta mà thôi. Như vậy, trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay, khi bạn đã tin nhận Chúa Giêsu, thì bạn cần phải hàng ngày dành thời gian đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh. Chúng ta có thể bắt đầu vào buổi sáng sớm, sau khi chúng ta thức dậy, vệ sinh xong, chúng ta bước vào trong phòng, dành thời gian tĩnh nguyện, cầu nguyện với Chúa và bắt đầu mở quyển Kinh Thánh ra, đọc và suy ngẫm. Nếu được, chúng ta nên mua một cuốn sổ và một cây bút để ghi lại những bài học của mình, những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta có thể áp dụng từ lời Chúa vào trong cuộc sống, trong công việc của chúng ta, và ghi lại những câu hỏi mà có thể có trong khi chúng ta học và suy gẫm Kinh Thánh. Như vậy, bạn có thể bắt đầu buổi sáng bằng Cựu Ước, buổi tối bạn học Tân Ước, hoặc buổi sáng bạn học Tân Ước thì buổi tối bạn sẽ học Cựu Ước. Việc suy gẫm lời Chúa và đọc lời Chúa một cách hệ thống theo thứ tự vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta không đọc Cựu Ước thì chúng ta sẽ không thể hiểu được Tân Ước. Và ngược lại, nếu chúng ta đọc Tân Ước, chúng ta không đọc Cựu Ước thì chúng ta cũng không thể hiểu được toàn bộ
ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy dành thời gian mỗi ngày ít nhất 15 phút để học và suy ngẫm lời của Ngài. Và khi chúng ta đọc, chúng ta suy ngẫm thì lời đó sẽ giống như là thức ăn để nuôi dưỡng cho tâm linh của mỗi một chúng ta. Trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu số 16 thì có nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Thiên Chúa soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Không phải một phần Kinh Thánh mà cả cuốn Kinh Thánh của chúng ta đều được Thiên Chúa soi dẫn. Trong cuốn Kinh Thánh nói rất nhiều về lịch sử của dân Israel. Có nói về thiên sứ, có nói về ma quỷ, có nói về nguồn gốc con người, nói về nguồn gốc của sự sa ngã, nói về nguồn gốc của các dân tộc, nguồn gốc của các ngôn ngữ, nói đến thế giới hiện tại và nói đến thế giới tương lai. Có nói đến những nguyên tắc kinh doanh, có nói đến những nguyên tắc xã hội, có nói đến nguyên tắc quản trị đất nước, nói đến sự khôn ngoan và có những sự hướng dẫn cho đời sống cá nhân, có hướng dẫn chúng ta trong mối liên hệ với Thiên Chúa và cũng có mối hướng dẫn chúng ta trong mối liên hệ đối với những người xung quanh. Kinh Thánh là một quyển sách vô cùng tuyệt vời và đầy đủ để giúp cho chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời đắc thắng ở trên đất này. Vậy chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm lời của Ngài, vì lời của Ngài có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Những đất nước nào, những cộng đồng nào mà đặt Kinh Thánh làm nền tảng cho đất nước, cho cộng đồng đó, thì ánh sáng từ nơi Kinh Thánh sẽ thay đổi cái xã hội đó. Những đất nước nào tôn xưng Kinh Thánh là lời của Chúa thì đất nước đấy được phước và vô cùng được phước. Lời của Chúa có thể biến đổi cá nhân cho đến biến đổi cộng đồng và cho đến biến đổi xã hội, và lời của Chúa không có một chút sai chạch nào. Khi chúng ta dành thời gian nghiên cứu suy ngẫm Kinh Thánh thì chúng ta sẽ khám phá rằng tất cả những chi tiết trong Kinh Thánh đều chính xác từ lịch sử cho đến những lời tiên tri. Không một biến cố nào, không một sự kiện nào Kinh Thánh ghi lại là do tưởng tượng. Tất cả đều mang tính chính xác một cách tuyệt đối. Và Kinh Thánh đi trước khoa học. Kinh Thánh không tương phản với khoa học. Khi khoa học càng phát triển thì càng chứng minh cho Kinh Thánh là đúng. Khoa học có thể thay đổi theo thời gian, nhưng lời của Chúa là Kinh Thánh thì vẫn còn mãi nguyên. Một chấm một nét trong lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Tất cả những cái lời được ghi lại ở trong đây sẽ được ứng nghiệm và sẽ được xảy ra. Như vậy, chúng ta cần dành thời gian học suy ngẫm lời của Chúa mỗi một ngày. Hàng tuần quý vị đến nhà thờ thì thường quý vị sẽ được học một câu gốc. Những câu gốc đấy được trích từ lời Kinh Thánh. Hãy suy ngẫm, hãy học thuộc và hãy thực hành lời đó. Nó sẽ là kim chỉ nam cho đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em. Xin Chúa ban phước cho gia đình của anh chị em và tất cả những người thân yêu, các mối quan hệ của anh chị em. Và xin Chúa sử dụng anh chị em khi anh chị em biết Chúa và biết lời của Ngài để trở thành muối, trở thành ánh sáng, trở thành chất mặn cho cuộc đời này. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on saying. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your.